Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2 cho 3 vùng khi mà quý vị đang lái xe ở DC, Maryland, Virginia và quý vị vẫn đang nghe trên YouTube NV Radio Việt Nam Live ngày hôm nay ngày thứ 6 ngày 20 tháng 3 năm 2020, những bản tin mới nhất cập nhật đến cho quý vị về tình hình đại dịch COVID-19 ảnh hưởng như thế nào tại nước Mỹ và cả trên thế giới. Với Lê Ngọc sẽ cùng là luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Và trước khi mà bước vào những bản tin trong ngày hôm nay, xin mời quý vị bước vào bản tin thời tiết tại thủ đô Washington. Sáng ngày hôm nay thì bầu trời tại thủ đô Washington trong sáng với những cái ánh nắng của buổi sớm mai và nhiệt độ hiện tại, thưa quý vị, một cái nhiệt độ rất là đẹp, 68 độ là nhiệt độ hiện tại và đang có gió Tây Nam thổi. Vào buổi trưa ngày hôm nay, thưa quý vị, bắt đầu một cái thời tiết nóng đến thủ đô Washington, 79 hoặc là 80 độ cao nhất trong ngày hôm nay và buổi tối 46 độ. Thành thử đây là một cái ngày thứ 6 đầu tiên mà với một cái nhiệt độ vừa có thể cho rằng vừa nóng mà vừa bị oi bức nữa. Và dự đoán thời tiết cho 2 ngày còn lại, 2 ngày cuối tuần thì bầu trời lại trở lại nhiều mây, những cái nắng nhẹ nhàng mà thôi. Nhiệt độ cao nhất cho ngày mai 52 độ, buổi tối trở lại lạnh 34 độ. Ngày Chủ nhật cũng cao nhất 52 độ, buổi tối của ngày Chủ nhật 39 độ. Và trong ngày hôm nay, thưa quý vị, với những cái ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta rất là nhiều, thì Lê Ngọc xin mời quý vị bước ngay vào cái sự kiện nổi bật nhất trong ngày thứ 6 hôm nay. Và sau đó thì Lê Ngọc sẽ mời luật sư Nguyễn Hoàng Duyên để cùng với Lê Ngọc tường trình đến cho quý thính giả. Và thưa quý vị, nước Mỹ của chúng ta chỉ còn có 229 ngày nữa là tới ngày bầu cử tổng thống cho năm 2020 vào ngày 3 tháng 11. Thì hai con số quan trọng ở cái thời điểm hiện nay, hai con số này là gì? Đó là số người bị nhiễm COVID-19 ở tại nước Mỹ và tỷ số thất nghiệp. Nó gia tăng một cách rất là nhanh chóng vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Lê Ngọc xin mời quý vị theo dõi. Quý vị vừa mới nghe, đó là hai cái con số quan trọng nhất hiện tại, thưa quý vị, ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của nước Mỹ và cái hình ảnh là thật sự kinh tế của nước Mỹ sẽ bị suy thoái trong một thời gian sắp tới hay không. Đó là một những cái gì mà chúng ta phải theo dõi và ghi nhận như thế nào và thời gian sẽ trả lời cho quý vị. Và những cái ảnh hưởng của những tiểu bang như thế nào, Lê Ngọc và luật sư Nguyễn Hoàng Duyên sẽ gửi đến cho quý vị. Nhưng mà trước tiên, xin mời quý vị bước vào những con số mà Lê Ngọc ghi nhận được từ Johns Hopkins University. Những con số về số người bị nhiễm trên toàn thế giới, thưa quý vị. 246.275 người đã bị nhiễm trên 160 nước. Và số người bị tử vong 10.038. Và số người đã được chữa khỏi bị bệnh COVID-19. Coronavirus đó là 86.035. Riêng ở nước Mỹ của chúng ta như thế nào, chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi, cho tới thời điểm ngày hôm nay, ngày thứ 6, đã có hơn 14.000 người bị nhiễm. Cái con số này nó gia tăng làm cho chúng ta phải lo ngại và phải chống mặt vì con số này. Ở Washington, thưa quý vị, đây Lệ Ngọc gửi đến cho quý vị con số người bị chết qua cái con số hơn 14.000 người bị nhiễm. Ở cái thời điểm này, ở tiểu bang Washington, số người bị tử vong cao nhất 74 người. Ở New York, 38 người. California, 18 người. Georgia và Louisiana, 10 người. Tiểu bang Florida và New Jersey, con số người bị tử vong 9 người. Texas, 5 người. Colorado, 4 người. Connecticut và Oregon, 3 người. Indiana, Kentucky, Virginia, 2 người. Và Mississippi, Kansas, Maryland, Missouri, Nevada, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota,
một người, thưa quý vị. Đó là cái số người mà hiện nay đã tạo ra một cái sự lo lắng cho người dân Mỹ và đã có những cái lệnh ban hành là khuyên người dân hạn chế chúng ta không nên đi ra đường ở những tiểu bang nào. Lê Ngọc xin tường trình đến cho quý vị sau khi mà Lê Ngọc mời luật sư Nguyễn Hoàng Duyên qua Skype để mà cùng với Lê Ngọc tường trình đến cho quý vị thính giả. Xin mời quý vị đến với vài giây phút quảng cáo của những cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho làn sóng của NVR. Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với những bản tin của đài NVR trong ngày thứ Sáu hôm nay với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên trên băng tần FM 100.3 HD2 khi mà quý vị đang lái xe ở DC, Maryland, Virginia, cũng như quý vị vẫn nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio Việt Nam Live. Lê Ngọc xin chào anh Duyên. Nguyễn Hoàng Duyên kính chào quý thính giả và chào Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, hình như sáng ngày hôm nay Lê Ngọc thấy giọng của anh Duyên hơi bị khàn khàn phải không thưa anh? Lê Ngọc rất mong là sức khỏe của anh vẫn bình thường ạ. Bình thường chỉ có cái giọng tự nhiên nó khang thôi, không có dính gì tới cái coronavirus. Đó là với Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, đó là cái điều mà Lê Ngọc và tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe làn sóng là rất là mong cái sức khỏe của anh Duyên luôn được bình an. Và ngày hôm qua có mấy vị thính giả đến nói cô Lê Ngọc ơi, chúng tôi vẫn muốn là mỗi ngày nghe được luật sư Duyên, cô Lê Ngọc, anh Đào Trường Phúc và các anh trong đài, anh Việt Linh. Hy vọng mọi người đều bình an. Thì đó cũng là cái điều mà Lê Ngọc mong muốn tất cả quý vị thính giả của NVR cũng sẽ được bình an. Và bước ngay vào những cái bản tin trong ngày thứ Sáu hôm nay, thì cái ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lần lượt Lê Ngọc sẽ cùng với luật sư Duyên gửi đến cho quý vị những cái bản tin mới nhất, cái ảnh hưởng như thế nào. Thì ngay trong những cái giây phút đầu, Lê Ngọc đã gửi đến cho quý vị cái con số gia tăng số người bị nhiễm. Ở nước Mỹ, chúng ta gia tăng một cách rất là nhanh chóng, chóng mặt luôn. Hơn 14.000 người đã bị nhiễm và những cái con số người bị tử vong qua từng tiểu bang mà Lê Ngọc đã gửi đến cho quý vị. Thành thử chúng ta nên cẩn thận và đừng có nên coi thường cái sự lây lan của coronavirus, của COVID-19. Thì trước tiên, bước ngay vào tiểu bang California của luật sư Duyên, thì Lê Ngọc đã thấy là vào chiều của ngày hôm qua, thì thống đốc của California, đó là ông Gavin Newsom, ông đã ban hành một cái lệnh hạn chế đi lại trên toàn tiểu bang, kêu gọi người dân ở California ở nhà để làm gì, để ngăn ngừa cái sự lây lan của coronavirus. Thì khi mà nói đến tiểu bang California của luật sư Duyên thì có tới gần 40 triệu người dân. Thì đã có hơn 900 trường hợp bị dương tính với virus corona. Và số người bị chết, thưa quý vị, con số này đã là 18 hoặc là 19 người rồi. Quý vị thấy hàng ngày cái con số này nó gia tăng chứ chúng ta không thấy nó ngừng lại. Thì thống đốc Gavin Newsom, ông đã gửi đến một bức thư cho Tổng thống Donald Trump. Ông còn dự báo là ở California, thưa luật sư Duyên, có thể có khoảng tới 25 triệu rưỡi người dân ở California sẽ bị nhiễm virus COVID-19 trong vòng 8 tuần tới. Do đó cái lệnh, thưa quý vị, đó là lệnh shelter in place, là người nào ở đâu, ở trong nhà của người đó, tránh cái việc mà đi ra đường. Cái lệnh này đã bắt đầu có hiệu lực ở tiểu bang California vào tối của ngày hôm qua, và người dân California vẫn có thể ra ngoài nhưng phải có những cái lý do thiết yếu, như là quý vị ở Cali chỉ đi chợ để mua thực phẩm, đi bệnh viện, đi lấy thuốc. Và ông Newsom còn nói rằng là chợ thì vẫn mở cửa, bảo đảm là người dân có đầy đủ nhu yếu phẩm và những cái nhu yếu về y tế. Thì thưa với luật sư Duyên, với cái lệnh ban hành hạn chế đi lại ở trên tiểu bang của California, thì cái luật sư Duyên nghĩ cái ảnh hưởng nó sẽ rất là nặng nề về vấn đề kinh tế như thế nào, thưa luật sư Duyên? Thứ nhất, ngày hôm qua thì mình nghe là California, nhưng mà đồng lúc đó thì các tiểu bang khác, gần như là 50 tiểu bang bắt đầu có những cái biện pháp nó khắt khe hơn rồi. Thoạt đầu đó, cho tới ngày hôm thứ năm, thứ năm đó, những tiểu bang như là Texas, Mississippi, Wyoming,
họ vẫn không có một cái lệnh cấm nào hết đó. Và ngay cả cái ông thống đốc của Oklahoma đó, ông còn đưa hình ổng với gia đình ổng đi ra ăn giữa đám đông mà coi như là không có gì cả. Thì cho tới ngày hôm qua, bây giờ cái mức nghiêm trọng nó đến cái mức độ mà ngoài tiểu bang California như là Lệ Ngọc mới vừa chia sẻ đó, thì Texas họ cũng đã ra lệnh rồi, bây giờ không được tụ tập trên 10 người. Còn Mississippi thì họ đóng cửa hết mấy trường học. Còn tiểu bang Wyoming thưa dân nhỏ, vậy mà tất cả các cái business closed. Ở Pennsylvania thì cũng vậy, đóng cửa hết mấy cái nhà hàng, hộp đêm vân vân. Mình nhìn qua thì mình thấy là toàn bộ, thậm chí cái thành phố như là Las Vegas đó, mà cái hình ảnh đưa lên mình thấy nó giống như một thành phố ma vậy đó. Tất cả các gần tất cả chứ không phải là gần hết gì nữa đó, mấy cái casino đóng hết. Thì cái đó nó làm cho chúng ta rất là chạnh lòng ở cái chỗ này nè, là những cái kỹ nghệ về nhà hàng, rồi những cái công nhân đi làm ở mấy casino này nọ đó, cái đồng lương của họ là họ sống cũng mình gọi là paycheck by paycheck, mà có đồng nào xào đồng nấy theo cái tiếng Việt Nam của mình đó. Thì ngay bây giờ cái khó khăn nó bắt đầu nó lan tràn. California là nó là nghiêm trọng đó, quý khán giả biết là California có khoảng gần 40 triệu dân, mà theo cái đà này đó thì chỉ trong vòng 1-2 tháng tới, người ta nói là cái mức độ mà lây lan có thể lên trên 50% như Lệ Ngọc vừa chia sẻ đó. Thì ra cái mức báo động đó có vẻ là nó đang trên đà đi lên. Mình không hiểu là trong những ngày tháng tới đó có một cái biện pháp nào hay không thì mình không biết, nhưng mà ngay bây giờ mình thấy là không có một cái dấu hiệu nào mà cái độ lây lan nó chậm lại hết. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, từ tiểu bang California và những tiểu bang mà luật sư Duyên vừa mới gửi đến cho quý vị, thì đây là tới tiểu bang của Lê Ngọc. Mà Lê Ngọc xin thưa với lại quý vị thính giả, DC, Maryland, Virginia. Thì trước tiên DC, thưa quý vị, chỉ trong vòng một ngày mà có thêm 32 người bị nhiễm, thành thử tổng số mà người bị nhiễm ở bên DC lên tới 71 người. Nhưng một điều rất là may mắn là bên DC chưa có người nào bị tử vong. Trong cái số 32 người mới này, thưa quý vị, có người thứ ba ở ngay cơ quan mà DC Fire đã bị. Và như vậy thì quý vị biết người này cũng là một người ở một cái tuổi trẻ, ở một cái tuổi trung niên. Ở Virginia, thưa quý vị, đã bắt đầu có một em bé ở quận Gloucester của Virginia cũng đã bị nhiễm COVID-19. Rồi ở bên Maryland thì, thưa quý vị, thống đốc của bên Maryland là ông Larry Hogan, cũng trong ngày hôm qua, ông đã ra lệnh là tất cả những cái khu shopping center của Maryland phải đóng cửa và những nơi giải trí phải đóng vào lúc 5 giờ chiều tối. Quý vị thấy trước đó đó, quý vị, những cái lệnh cũng đã ban ra bên Maryland, nhưng mà lại tiếp tục lại gia tăng những cái hạn chế, những cái lệnh này. Và quý vị đã nghe rồi, nếu mà có tụ tập thì phải là ít hơn 10 người. Và do đó quý vị cảm thấy rằng là cái mỗi ngày cái sự nghiêm trọng của cái vấn đề lây lan COVID-19 nó như thế nào. Còn ở Virginia thì Lê Ngọc đang nhìn những cái tin mà mới nhất để Lê Ngọc có thể gửi đến cho quý vị thính giả ở Virginia. Thì ở Virginia còn có một cái ca nguy hiểm này nữa nha, thưa quý vị, mà Lê Ngọc vừa mới thấy là cái ca mà nhiễm mới nhất ở tiểu bang Virginia, ngoài một cái em bé ở quận Gloucester đã được xét nghiệm là dương tính. Thì hiện nay tổng cộng ở Virginia con số đã lên tới 94 ca rồi, quý vị thấy không? Chỉ chưa đầy một tuần thôi, từ 1 ca, 2 ca, rồi bây giờ lên tới 94 ca người đã bị nhiễm, và đã có 2 bệnh nhân đã bị chết, và 2 người này là 2 người đàn ông 70 tuổi. Cái tin này thì chúng ta cũng đã nhận được vài ngày trước đây. Nhưng trong ngày hôm qua, thưa quý vị, có một người bị nhiễm, mà người này bị nhiễm ở một cái khu người già ở Falls Church, Virginia. Thành thử hiện nay quý vị phải cẩn thận, nhất là quý vị cao niên, đặc biệt tránh, đừng có nên đi ra ngoài.
tổng số người ở Virginia mà được xét nghiệm cho cái COVID-19 này đó, thưa quý vị, tin từ Virginia Department of Health đã cho biết là 1.293 người. Và do đó càng ngày khi mà mỗi tiểu bang lại xét nghiệm thêm thì quý vị đã thấy là cái con số người bị nhiễm này nó gia tăng như thế nào. Đó là một cái điều mà quý vị chúng ta nên theo dõi để mà có thể gửi đến cho quý vị. Và đặc biệt cái ảnh hưởng về vấn đề kinh tế thì Lê Ngọc cũng gửi lời qua cái làn sóng của đài NVR. Cảm ơn luật sư Duyên. Qua những cái bản tin mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị thường ngày thì Lê Ngọc biết được cái sự mất mát, cái sự lo lắng của những chủ nhân cơ sở nhỏ mà đặc biệt là trong khu Eden Center mà hằng ngày Lê Ngọc được tiếp xúc. Thì với cái sự lo lắng này và sự chia sẻ của tất cả các chủ tiệm, Lê Ngọc đã nhờ luật sư Duyên để mà có thể thảo ra một cái bức thư gửi đến chủ nhân của Eden Center, đó là ông Alan Frank, để mà có thể xin chủ nhân của Eden Center hoãn trả tiền lại. Thưa quý vị, thì cái bức thư mà Lê Ngọc nhờ luật sư Duyên thảo thì là sẽ không có thể là mình đề nghị là không trả tiền thuê 2 tháng, đó là tháng 4, tháng 5, rồi hoãn lại 2 tháng nữa là tháng 6, tháng 7, và sau đó nếu mà tháng 8 khi mà kinh tế nó trở lại thì tất cả các chủ tiệm ở tại khu Eden Center bắt đầu trả lại hoàn toàn cái tiền thuê của mỗi tháng và cộng thêm 10% cái món nợ mà 2 tháng 6, tháng 7 không có trả. Thì với cái sự hợp tác của chủ tịch của cộng đồng, đó là Bobby Lee, thì trong ngày hôm qua, thưa quý vị, đã có rất nhiều, và nói cả trên 100 chủ tiệm đã đến studio, đã đến đài của NVR để mà ký. Và trong ngày hôm nay, Lê Ngọc và Bobby Lee sẽ có tiếp xúc với ông Alan Frank để mà có thể xem cái đề nghị như thế nào. Và bên cạnh đó thì nhà báo Đào Trường Phúc cũng hỗ trợ cho Lê Ngọc để mà có thể gửi 2 bức thư đến cho 2 vị dân biểu, đó là bà Jennifer Waxton và ông Jerry Connolly, để mà hỗ trợ cho các cơ sở nhỏ ở ngay tại vùng Virginia, ở ngay tại quận Fairfax. Một lần nữa, Lê Ngọc cảm ơn luật sư Duyên đã support, đã giúp cho Lê Ngọc để có một bức thư rất là chuyên nghiệp với những cái từ của ngành luật để mà có thể gửi đến cho ông chủ đất, đó là ông Alan Frank. Cảm ơn luật sư Duyên. Dạ, nói chung là như thế này, cái ý nghĩ khởi đầu đó mà Lệ Ngọc với lại Bobby Lý nghĩ ra cái việc này đó, cái ý nghĩ đầu tiên nó rất là hay. Tôi chỉ mượn cái việc đóng góp của tôi thì nhỏ lắm, không đáng kể đâu, nhưng mà chỉ mượn cái dịp này để mà quý tín giả, nhất là chủ doanh nghiệp không phải là ở vùng Eden nữa, mà hy vọng là những cái chủ doanh nghiệp ở những cái vùng khác đó, mình hiểu được cái luật thì mình có thể, mình khi mà mình có một cái số đông đó mà mình lên tiếng, mà mình lên tiếng đúng luật, mình mong được là cái tiếng nói của mình được lắng nghe. Quý thính giả chắc là mình biết rồi đó, ai cũng vậy, khi mà mình vào mình ký một cái văn bản để mà mình mướn cái tiệm đó, đa số các cái văn bản nó phải có những cái clause, nó phải có những cái mệnh đề. Cái mệnh đề đó là chẳng hạn bây giờ tôi mướn cái đất của ông để tôi làm cái nhà hàng, rồi bỗng nhiên bị một cái trận cuồng phong, một cái trận bão tố đó, nó dập xuống. Rồi bây giờ trong lúc mà chờ đợi mà dựng lại cái nhà hàng đó, 3 tháng, 5 tháng đó mà bắt tôi vẫn trả tiền rent, trong khi tôi không có một đồng thu nhập nào hết á, thì cái đó nó không có cái lẽ công bằng nữa. Thì đa số các cái hợp đồng có cái mệnh đề đó. Cái mệnh đề đó nó gọi là một cái act of God đó, là một cái hành động của Thượng Đế, mình gọi là thiên tai đó, hoặc là một cái force majeure. Cái force majeure là một cái biến cố mà nó xảy ra đó, mà mình chủ đất cũng không có kiểm soát được, mà cái người mướn cũng không có kiểm soát được nữa. Mỗi một lần có một cái act of God hay là một cái force majeure như vậy đó, thì các phía không có chịu trách nhiệm, như là không có bị trói buộc bởi cái hợp đồng nữa. Cho nên cái suy nghĩ của những cái người mà bình thường đó, mình thấy cái common sense đó quan trọng, và chính cái common sense đó là cái chuyện mà Lệ Ngọc và Bobby Lý nghĩ tới cho tất cả các cái chủ doanh nghiệp, thì cái điều đó mới đáng kể.
Còn khi mà mình gửi một cái thư cho ông landlord, thứ nhất, cái tone của mình, cái giọng điệu của mình là mình muốn, đây không phải là một cái demand, không phải là một cái hạch sách, không phải là một cái đòi hỏi, nhưng mà mình kêu gọi cái sự gọi là hiểu nhau. Cái khó của ông landlord, ông cũng có cái khó của ông. Mình là cái người mướn, mình cũng cái khó của, cũng có cái khó của mình. Và cái khó của hai phía đó, nó từ một cái act of God, nó từ một cái thiên tai, nó từ một cái force majeure, thì nó cần phải cái sự hợp tác hai phía. Cho nên cái đại dịch corona này đó, rõ ràng nó rơi vào đúng hai cái điểm đó. Đó là một cái thiên tai, đó là một cái force majeure, một cái biến cố mà kinh hoàng như vậy đó. Thì tôi tin rằng là những chủ doanh nghiệp vùng của Lệ Ngọc và những vùng khác trên nước toàn nước Mỹ nè, khi mình làm việc với những người landlord, mình tế nhị và mình nêu cho họ những cái điểm là ngay cả nếu trên cái contract, trong cái hợp đồng của mình mà không có một cái điều khoản nào như thế đó, thì cái tầm vóc của cái biến cố này tự nhiên đó, nó cũng bắt buộc là cái chuyện mà act of God hay là force majeure đó, nó, cái điều đó nó phải được invoke, có nghĩa là nó được phải được lôi ra để cho mọi sự nó rõ ràng mà. Cho nên cái nỗ lực của NVR, của Lê Ngọc và của Bobby Lý rất là đáng quý. Cho nên anh Duyên chúc may mắn, và nếu có một cái cần một cái gì nữa đằng sau hậu trường thì anh Duyên luôn luôn sẵn sàng. Ok, trở lại. Dạ vâng, xuyên qua chuyện này thì chúng ta thấy là chỉ trong vòng một vài tuần lễ vừa mới qua đây thôi, thì cái tình hình kinh tế của nước Mỹ của chúng ta đã biến đổi một cách quá nhanh chóng. Lê Ngọc còn nhớ ở ngay những ngày đầu của năm 2020 thì hầu như tất cả mọi người dân Mỹ chúng ta vẫn có một cái tâm trạng lạc quan, dự đoán nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ phát triển vững chắc, hoặc là vừa phải, hoặc là vẫn ở một cái mức độ mà nó không có làm cho chúng ta lo lắng lắm. Nhưng mà rất là bất ngờ với cái ảnh hưởng của dịch COVID-19 mà nó thay đổi quá nhanh chóng nữa, làm cho chúng ta nhiều khi hầu như mọi người đều nghĩ, ủa tại sao lại chuyện này xảy ra? Không bao giờ chúng ta nghĩ ra nó xảy ra ở nước Mỹ. Thì thưa với luật sư, cái việc này nó cũng làm cho nhiều người rất là bàng hoàng qua những cái câu chuyện mà quý vị đã chia sẻ với Lệ Ngọc. Thì còn có một cái điều mà nhắc nhở nữa thưa quý vị. Còn có một cái trở ngại duy nhất nữa, đó là cái căn nhà mà chúng ta đang ở. Thì hiện nay Lệ Ngọc cũng sẽ theo dõi để ghi nhận tất cả những cái chương trình mà của chính phủ trợ giúp như thế nào trong trường hợp mà quý vị bị mất việc làm. Vì quý vị cũng biết là cái con số người bị nhiễm COVID-19 đó là một con số rất là quan trọng ở nước Mỹ của chúng ta ở thời điểm này. Và bên cạnh đó là tỷ số thất nghiệp nó gia tăng cũng rất là nhanh. Rất nhiều những tập đoàn, những công ty lớn họ cũng phải sa thải bớt người. Thì khi mà cái số thất nghiệp này lên cao thì chắc chắn cái vấn đề mà hằng ngày quý vị lo đến nào là đời sống của chúng ta, rồi ngay cả cái căn nhà của chúng ta, thì ở nước Mỹ của chúng ta, Lê Ngọc thấy cái số người mà đã trả hết được cái nợ nhà, con số đến rất là nhỏ bé, quá thấp. Và con số mà chúng ta mỗi hàng tháng phải trả cái tiền nợ nhà, con số đó thì quá cao. Thành thử đó cũng là một cái điều mà để quý vị chúng ta nên để ý tới những cái chương trình nó như thế nào, hay là chúng ta được hưởng một cái đặc biệt nào từ cái sự trợ giúp của chính phủ. Thì Lê Ngọc cũng sẽ theo dõi để mà có thể tường trình đến với lại quý vị. Và bước qua cái sự kiện, một cái sự kiện khác nữa thưa với luật sư Duyên, từ cái vấn đề ảnh hưởng của vấn đề COVID-19 mà ngay cả Tổng thống Donald Trump trong ngày hôm qua ông cũng đã lên tiếng và ông cho rằng là G7 cũng sẽ không gọi là Tổng thống Donald Trump đã thay đổi cái cách họp của G7, thay vì mời các lãnh đạo của các nước trên thế giới tới trại Camp David thì sẽ qua video conference, qua trực tuyến. Hiện nay có quá nhiều những nhân viên của những cơ sở lớn họ đang làm việc ở nhà, họ là gọi là telecommute hoặc là telework. Thì đây cũng là một cái hình thức để mà có thể ngăn chặn cái sự lây lan, thưa với lại luật sư Duyên. Cái việc mà ngừa cái tức là hủy bỏ cái G7 đó, không có họp đó, thứ nhất là về mặt mà ý nghĩa đó,
nó cho thấy rằng là lãnh đạo thế giới quan tâm tới cái vấn đề tới cái đại dịch này nữa, mà đồng lòng với nhau để mà chống cái dịch này, để ngăn ngừa cái lây lan, thì cái đó là quá đúng rồi. Cái ý ngữ nghĩa thực sự thì cũng không đến nỗi mà mình phải lo lắng vậy đó. Tại vì trong rất là nhiều chương trình thì chúng tôi, anh em chúng tôi cũng chia sẻ với quý khán giả đó, những cái phiên họp như là G7, G20 hay là những cái phiên họp mà có tính cách là tượng trưng đó, thì G7 cũng chỉ là có tính cách tượng trưng thôi, gặp nhau rồi nói chuyện chia tay, không có đạt được bất kỳ một cái điều gì. Chúng ta biết mà, một cái chính sách cho một quốc gia hay là cho thế giới đó, trong vòng vài ngày gặp nhau không có làm gì được hết đó. Những cái nói chuyện, những cái họp mà đằng sau hậu trường đó, nó mới có một những cái tác động lâu dài. Thành ra về cái mặt thực tế, cái hủy bỏ G7 không phải là một cái big deal về mặt là chính sách của thế giới của người, nó không quan trọng. Nó chỉ gửi ra một cái tín hiệu là cái lãnh đạo toàn thế giới bây giờ rất là quan tâm cái việc này, và ngay bây giờ những cái giải quyết mà mình thấy người ta lo cho những cái, như Lê Ngọc mới vừa nói đó, là bây giờ tôi có một cái căn nhà và mỗi một tháng tôi phải trả cái tiền mortgage, ví dụ cái mortgage của tôi là 5.000, mà tôi bị cái vấn đề này rồi thì bây giờ tôi không trả tiền mortgage thì như thế nào? Đó là những cái vấn đề mà người ta lo thiết thực. Thì riêng về cái vấn đề mortgage đó, thì quý thính giả có thể là nó mình yên tâm hơn cái chuyện giống như là tiền rent hồi nãy giờ mà anh em chúng tôi nói. Tại vì mortgage đó, chẳng hạn chúng ta thiếu nhà băng, ví dụ mình thiếu 500.000, mỗi một tháng mình cứ trả đều đều như vậy, thì trong cái thời gian khó khăn này đó, Quốc hội họ chỉ cần ra một cái lệnh gọi là tạm thời, nếu mà mình không có khả năng mình trả trong 3 tháng, 6 tháng gì đó, thì cái điều đó, nợ nó vẫn nằm đó, mình từ từ mình cũng vẫn sẽ trả, nhưng mà họ không có quyền foreclose, có nghĩa là họ không có quyền siết căn nhà của mình, hoặc không có quyền đẩy mình tới cái mức là phải mất nhà, hoặc là phải khai bankruptcy chẳng hạn. Thì cái lệnh đó chắc chắn là một cái, mình dùng cái common sense thôi mà, những người làm luật sẽ ra cái luật đó. Những người chủ nhà nếu mà không có tiền để mà trả cái tiền mortgage đó thì không có sợ, nó chỉ delay thôi, nó chỉ defer, mình trả lại từ từ thôi. Cái mà thực sự mà quan ngại nhiều hơn đó chính là chủ doanh nghiệp mình không buôn bán được mà mình vẫn phải trả cái tiền thuê, cái đó nó nặng hơn nhiều và nó khó khăn cho cả những cái người mướn, và đồng thời cả cho ông chủ đất cũng gặp khó khăn nữa. Chúng ta hiểu cái thế như vậy để khi mà ngồi xuống thương lượng đó, chúng ta dễ yêu cầu cái sự hợp tác giữa hai phía hơn. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, thưa quý thính giả, Lê Ngọc đang nhìn những cái tin tức mà liên quan đến khi mà mỗi lần Tổng thống Donald Trump ông tuyên bố. Thì thưa với lại luật sư Duyên, chúng ta biết là trong những ngày vừa mới qua thì đều có những cái cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc. Thì khi mà phóng viên hỏi Tổng thống Donald Trump rằng là liệu ông có xem nước Mỹ đang đứng trước một cái cuộc chiến tranh chống lại vi trùng, chống lại virus hay không? Thì cái câu trả lời của Tổng thống thì ông đã cho rằng đây đúng là một cái cuộc chiến, và theo một cái ý nghĩa nào đó thì ông nói rằng như là một cái tổng thống thời chiến vậy. Thì những cái tổ chức về những cuộc họp giao những cái công việc hàng ngày về tình trạng khẩn cấp của nước Mỹ sau khi mà Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố đây là một cái đại dịch, nhưng mà những cái ngày đầu tiên ông cũng đã bị chỉ trích và ông đã bị cáo buộc là ông đã xem nhẹ cái sự bùng phát của dịch bệnh này ngay trong những cái giai đoạn đầu, ngay trong những ngày đầu. Nhưng trong vài ngày vừa mới qua đây thì Tổng thống Donald Trump ông hoàn toàn thay đổi và ông nói rằng chúng ta phải cùng nhau hy sinh, bởi vì tất cả chúng ta đều đang phải đối mặt với một cái vấn đề trong cái sự kiện mà đại dịch COVID-19 này, và rồi chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Và COVID-19 virus này là một kẻ thù vô hình và nó luôn là một cái kẻ thù khó khăn nhất. Cái câu hỏi đang được mọi người đang nghĩ đến là thật sự cái thời gian nó sẽ kéo dài bao lâu
Và có phải thật sự cho tới mùa hè như những gì Tổng thống Donald Trump đã nói hay không, thì cái con virus này nó cũng sẽ bị diệt đi. Trong ngày hôm nay thứ sáu thì thưa với luật sư Duyên, họ nói rằng cái thời tiết nó rất là bất ngờ, nó lên tới 80 độ ở ngay tại thủ đô Washington DC của Lệ Ngọc. Do đó từ hôm qua tới giờ quá nhiều người nói rằng bất ngờ thời tiết lên tới 80 độ nóng như vậy thì không biết có ngăn ngừa được cái sự lây lan của COVID-19 hay không. Thứ nhất là cái nhiệt độ ấm cái nhiệt độ ấm của mùa xuân với mùa hè đó có làm giảm bớt cái sự lây lan hay không đó, thì nhiều người đó nghĩ rằng là nếu mà nhiệt độ ấm hơn đó thì mình sẽ bớt lây lan, nhưng mà những nhà khoa học gia thì họ cho biết rằng là cái điều đó không có đúng, là tại vì cái virus, cái nguyên ủy của nó là nó sinh sôi nảy nở trong cơ thể của một người mà cái khí hậu bên ngoài đâu có ăn thua gì đâu. Vậy thì nếu mà chúng ta cứ còn tiếp xúc với nhau mà nó gọi là nó lây lan qua cơ thể của một người khác đó, thì cái độ nóng ở bên ngoài đó không có giúp bao nhiêu đó, thì nó không có kể là nó là một cái yếu tố để mà làm chậm cái sự lây lan lại. Còn trở lại cái vấn đề là bây giờ thì mình biết rồi, cái thực tế đã, khi mà tổng thống đã va chạm cái thực tế đó thì tổng thống mới hiểu rằng là cái đại dịch này nó kinh hoàng lắm, và cái sự kinh hoàng này khiến cho tổng thống nói là tổng thống của thời chiến. Mà thực sự ra cái mấy cái chữ là tổng thống của thời chiến đó là nó gợi lên trên ý của tổng thống, là chỉ vì tổng thống có tiếp xúc với những người chung quanh, và nhất là có tiếp xúc với bà Nancy Pelosi đó, thì tổng thống mới có cái khái niệm đó. Là tại vì cho tới giờ phút này bà Nancy Pelosi đó yêu cầu tổng thống là nên dùng cái luật nó cái luật nó gọi là cái luật defense gì đó, cái luật mà nó ra bảo là phải sản xuất dành cho quốc phòng đó, thì cái Defense Production Act đó là cái luật đó nó ra từ hồi năm 1950, lần trong cái thời mà Mỹ có chiến tranh với Bắc Hàn đó. Thì lúc đó toàn bộ nỗ lực phải dành cho quốc phòng. Thì bây giờ gần như các cái áp lực đó yêu cầu tổng thống là sử dụng cái power của tổng thống, thì cái quyền đó nó lớn lắm. Là tại vì khi mà tổng thống đó là tổng thống tuyên bố là tổng thống sử dụng cái quyền của mình trong cái luật đó đó, thì tất cả những cái tài nguyên đó, thì thay vì để sản xuất cho những mặt hàng khác đó, nó dồn lại, nó chỉ để sản xuất cho quốc phòng thôi. Và cái thứ hai nữa là giá cả cũng vậy. Chẳng hạn như là mình biết cái giá cả định theo là mức cung với mức cầu mà. Nhưng mà đây mình là kinh tế của mình là kinh tế tư bản, giá cả là theo thị trường. Nhưng mà khi tổng thống mà gọi là trưng dụng cái luật đó đó, thì giá cả là do liên bang ấn định, cái mức lời là do liên bang ấn định. Mình không có nói rằng là ô tôi sản xuất cái món hàng đó ra rồi tôi muốn lời 30%, 20%. Khi mà tổng thống mà ra cái lệnh đó, nhiều khi cái tiền lời để mà sản xuất đó chỉ vừa đủ để mà trang trải và lời một cái mức nào đó thôi, chứ không phải là muốn làm gì thì làm. Cái luật đó ngay bây giờ nó rất là cần, là tại vì trong lúc anh em chúng ta đang nói chuyện rồi, mình biết là nội cái chuyện cái khẩu trang đây đó, những cái người đang đứng ở tuyến đầu mà bảo vệ cho chúng ta, gồm có y tá, có bác sĩ, có những người cứu hỏa, những người cảnh sát này nọ đó, là họ ở trên tuyến đầu, họ tiếp xúc mỗi ngày với lại bệnh dịch mà. Thế mà bây giờ ngay cả những cái người y tá, bác sĩ đó không có đủ khẩu trang. Người ta lên đài mấy ngày hôm nay, người ta kêu gọi cái chuyện đó, người ta nói rằng là chúng tôi không có sợ chết, chúng tôi chỉ cần là có cái protective gear để mà chúng tôi phải, như là sức khỏe chúng tôi phải được bảo vệ thì chúng tôi mới
chăm sóc được người khác mà, thì ngay bây giờ chúng ta thiếu trầm trọng, chúng ta thiếu cái mặt nạ nè, rồi cái nếu mà nói về cái người người mà đã bị bệnh rồi đó, nếu mà triệu chứng nhẹ nhẹ thì không sao, nếu mà vô nhà thương đó, chúng ta mà cần tới cái ventilator để mà giúp cái máy mà giúp cho mình thở đó, thì ngay bây giờ chúng ta thiếu trầm trọng. Người ta nói nếu mà giả sử mà là cái xấu nhất đó, thì có thể mình cần tới 900 ngàn cái máy vậy, mà bây giờ chúng ta chỉ có vài chục ngàn máy thôi. Nói như thế thì quý thính giả hiểu là cái bây giờ mình phải nhìn cái này đúng như là Tổng thống Trump nói đó, là chúng ta đang ở thời điểm chiến tranh mà. Ở cái County King, cái quận hạt, là cái quận hạt King của cái tiểu bang Washington đó, bây giờ đến mức độ là họ không có muốn đưa cái người bệnh vào trong bệnh viện nữa. Ngay mà họ dùng cả cái sân banh, cái sân đá banh đó, mà bây giờ họ dựng khẩn cấp lên một cái bệnh viện có 200 cái giường bệnh, để mà nếu mà những người nào mà cần nhập viện đó, thì họ đưa ra đó để mà họ lo chữa trị. Chúng ta nghe là quân đội bây giờ cũng đã được trưng dụng mà, để xây những cái bệnh viện dã chiến khắp nơi hết. Mình hiểu như vậy. Thì yes, chúng ta đang ở trong một cái cuộc chiến kinh hoàng. Mà cái cuộc chiến đó đó, mình cái kẻ thù thì không, mình không có thấy được bằng mắt thường mà. Nhưng mà nó cái đà mà lây lan với cái đà mà giết chết người đó, bây giờ nó kinh hoàng đến mức độ mà chúng ta phải tận dụng tất cả những cái tài nguyên, những cái sản xuất, những cái lực lượng của mình để mà mình lo, mình giải quyết cái vấn đề đó. Là tại vì như mà mình nói là có thể kéo dài tới mùa hè này hay không, quý thính giả thấy không, chớp mắt thôi, cái bệnh dịch nó xảy ra ở Vũ Hán đó là tháng 12, bây giờ mình đã gần hết tháng 3 rồi, cái chuyện 3 tháng, 4 tháng mà bây giờ nó lại còn đang trên đà đi lên chứ nó không có đi xuống, thì đợi tới cái chuyện mà nó dịu mọi sự lại đó, nó đi vào tháng 7, tháng 8, cái chuyện đó là nó rõ ràng trước mắt rồi, nó gần như là đương nhiên rồi đó. Cho nên mùa xuân nó sắp tới và mùa hè nó cũng mùa xuân nó đã đi giữa rồi, sắp qua rồi, mùa hè sắp tới rồi đó, thì cái nỗ lực mà của toàn quốc và nỗ lực lực của toàn cầu phải còn kinh hoàng hơn nữa. Chứ còn tôi thấy là cái bệnh dịch mà kéo vào mùa hè, cái đó là xem như là nó rõ ràng trước mắt rồi, nó không có còn nghi ngờ gì nữa hết. Và chúng ta đang chứng kiến cái nỗ lực từ mọi phía. Và ở Mỹ này thì chúng ta thấy rồi đó, chắc là trong những cái ngày tháng tới là toàn bộ các tiểu bang, rồi dân sự, rồi quân sự, rồi các cái lực lượng sản xuất đó phải tập trung. Bây giờ chắc có lẽ là những người mà không có, chưa bị mất việc tạm thời nè, họ sẽ trưng dụng để mà sản xuất những cái điều, những cái vật dụng cần thiết đó, như là khẩu trang, như là ventilator này, mình không biết, nhưng mà rõ ràng cái nỗ lực bây giờ phải kinh hoàng lắm mới có thể ngăn chặn cái sự lây lan mà đi vào trong cái mùa hè này. Trở lại với đây không? Dạ vâng, nói đến cái tỷ số thất nghiệp mà luật sư Duyên vừa mới nhắc tới, thì cái mức thất nghiệp chỉ trong tuần vừa mới qua thôi thưa quý vị cũng tăng với cái con số nó gia tăng quá nhanh, 70.000 do COVID-19. Đó là bắt đầu chúng ta đã thấy được cái ảnh hưởng của nền kinh tế. Với cái số người Mỹ mà nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị, 70.000 đó là con số lên mức cao nhất trong 2 năm từ cái ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Và hiện nay thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump, ông đang muốn mỗi tiểu bang hoãn công bố cái tỷ lệ thất nghiệp vì ông lo sợ nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường Wall Street. Quý vị cũng đã thấy rồi, trong những ngày vừa mới qua, trong tuần qua thôi, cái sự dao động của thị trường Wall Street, đó là cái dấu hiệu cho thấy là những nhà hoạch định chính sách họ lo lắng như thế nào về nguy cơ gây thêm thiệt hại cho thị trường chứng khoán vốn đã lao dốc do cái con virus COVID-19. Thành thử Bộ Lao động Mỹ đã yêu cầu, thưa quý vị, các giới chức của tiểu bang chỉ dùng những cái từ
mà những cái từ chung chung thôi để nói về cái tỷ lệ thất nghiệp, như là cái số người thất nghiệp tăng mạnh rất là cao mà thôi, chứ không đưa hẳn ra một cái con số. Nhưng mà thị trường tài chánh thì họ đang theo dõi rất là sát sao cái báo cáo tỷ lệ thất nghiệp. Đó là một cái điều mà hiện nay, thưa quý vị, cái nền kinh tế của nước Mỹ nó cũng làm cho mọi người cũng đang lo ngại. Nhưng qua cái hành động này thì có một số tiểu bang họ cũng đã lên tiếng, họ bất bình, họ cho rằng là tại sao lại phải tạm giữ lại cái thông tin về tỷ lệ thất nghiệp, thưa luật sư Duy? Và cái đó là một cái một cái bài toán về cái niềm tin với cái nhân cách đó. Quý thính giả nghe thấy không? Ngay bây giờ mà chính quyền và tòa bạch ốc lại khuyên người ta là giấu bớt cái tin đi để đừng có ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán. Đây là một cái mà nó làm cho mình khinh bỉ mà mình phẫn nộ nè. Ngày hôm qua cái tin là hai nghị sĩ Cộng hòa ở trong cái ủy ban tình báo thượng viện, họ có những cái tin là chứng khoán sẽ rớt. Họ đi ra, họ nói với báo chí, họ nói với mọi người đó là đừng có lo, với mình sẽ có những chính sách tốt lắm, thị trường sẽ ổn định. Họ nói để họ trấn an mình, trong khi đó họ bán ra hàng triệu đô la cái tiền chứng khoán mà họ giữ. Tức là họ bán trước khi cái giá nó rớt. Quý tín giả thấy cái đố mạc của cái lãnh đạo nó nằm ở chỗ đó không? Tức là biểu chúng ta là đừng có cho chúng ta biết, đừng cho cái lũ mà dân ngu ở ngoài nó biết. Cái thông tin đó chỉ có chúng ta biết thôi, và chỉ có chúng ta biết chúng ta mới bán cổ phiếu của chúng ta nó ngon lành được mà. Cho nên yes, cái vấn đề là một cái nền dân chủ đó, cái sự lãnh đạo nó dựa vào cái niềm tin. Bây giờ dân đâu có ngu đâu mà người ta cứ ra người ta trấn an, người ta nói là cái kinh tế vẫn còn tốt này nọ, nhưng mà chính họ đi đằng sau để mà họ thủ lợi. Cái đó là một cái, nếu bởi vì đã có những người trên lên tiếng rồi, hai cái vị nghị sĩ Cộng hòa đó nếu mà có bằng chứng rõ ràng thì hai người đó phải bị truy tố. Tức là họ thủ lợi vào trong cái lúc mà toàn dân đang chịu thống khổ như vậy, họ tiếp tục họ lòe bịp, họ thủ lợi. Và cái sự lòe bịp, cái sự thủ lợi đó lại được tòa bạch ốc khuyến khích, lại được chính quyền khuyến khích, lại được cái đảng Cộng hòa khuyến khích. Chúng ta nghĩ sao vậy? Rồi thêm một cái điều nữa là họ thủ lợi trong cái lúc này, nhưng mà họ lũng đoạn cái niềm tin của chúng ta vào chính quyền. Là bởi vì nếu mà họ nói một đường mà cái báo chí dòng chính đó, nó tung ra cái sự thực đó, thì người ta sẽ tìm tin ở một cái nguồn khác. Mà nếu người ta tìm tin ở một cái nguồn khác đó thì càng ngày nó càng soi mòn cái uy tín lãnh đạo của Donald Trump nữa. Nó chỉ có y như vậy thôi. Common sense, thưa quý thính giả, mình chỉ có thể lòe bịp một số người một thời gian ngắn, không bao giờ lòe bịp được nhiều người trong một cái thời gian dài. Nhất là chúng ta trong một cái thời đại mà thông tin nó tràn lan đủ mọi ngõ đó, mà người ta vẫn làm như là người ta cai trị một cái đất nước như ở Bắc Hàn hay là ở Việt Nam vậy đó, không được rò rỉ cái tin tức ra. Quý tín giả nghe như thế, hiểu như thế, để hiểu rằng là qua một cái cơn đại dịch như vậy, mình mới hiểu là cái leadership nó nằm ở chỗ nào. Người ta lo cho dân hay là thực sự người ta lo để người ta trục lợi. Tất cả những cái đó qua cái phát biểu của họ, mình nghe và mình lượng giá. Cái common sense ấy, không cần phải nghe ai hết, tự mình nghe và mình đánh giá được rồi mà. Cho nên những cái thông tin đó, anh em chúng tôi cũng chia sẻ, phân tích mọi mặt và trình bày lại để quý tín giả hiểu rằng là qua những cái cơn gọi là khủng hoảng như thế này, trước hết mình hiểu và mình bảo vệ cho gia đình mình. Không có tin chính trị gia, ngay cả dân chủ hay cộng hòa gì tôi cũng không có tin hết trơn. Đối với tôi, dân chủ cộng hòa không quan trọng. Cái quan trọng là
sự thực. Mà nếu mình đã nói là sự thực đó, thì những cái báo chí mà nó không có thuộc đảng nào, những cái radio, những cái truyền hình mà nó không thuộc đảng nào đó, những cái điều đó làm cho mình tin. Còn nếu mà cái kiểu mà nói tung tin một chiều rồi nghe những cái giọng như là Sean Hannity hay là cái cô, cái cô mà Graham, cô Graham đó, thì mình nghe những cái tin đó, họ chỉ nói một chiều, họ nói như là những con vẹt, họ nói như là những cái máy tuyên truyền đó. Mình nghe những cái tin đó, nó nguy hiểm cho mình. Bởi vậy tôi khinh bỉ cái đài Vox cũng chỉ vì cái chuyện đó. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, thưa quý vị, ngoài cái sự kiện mà anh em của chúng tôi gửi đến cho quý vị khi mà thống đốc của tiểu bang California đã ra lệnh cho tất cả 40 triệu dân ở Cali ở nhà để mà tránh lây lan COVID-19, thì Lê Ngọc thấy là ở Texas nữa, quý vị thính giả của NVR mà quý vị ở Texas thì quý vị biết rằng là Texas cũng đóng cửa trường học rồi, nhà hàng rồi, quán bar, những nơi công cộng, phòng tập gym chỉ vì COVID-19. Thì cái lệnh này đã có bắt đầu có hiệu lực từ nửa đêm của ngày hôm qua là ngày 20 tháng 3 cho đến hết nửa đêm của ngày 3 tháng 4 nha thưa quý vị. Nhưng mà những cửa hàng tạp hóa, những cái siêu thị, những cái supermarket, tiệm thuốc tây thì vẫn mở cửa. Có một cái điều thưa với lại luật sư Duyên, hiện nay ở New York thì thống đốc của New York, ông Cuomo đã lên tiếng là tiểu bang New York sẽ hết cạn vật dụng y tế chỉ trong vòng 2 hay là 3 tuần sắp tới mà thôi. New York cần phải được tiếp tế và liên bang thì phải khẩn cấp gửi đến những vật dụng y tế cần thiết, nếu không tình hình của New York vô cùng nguy ngập. Thì New York đang cần 3 triệu khẩu trang y tế N95, 50 triệu khẩu trang cho vấn đề giải phẫu, rồi 15.000 máy trợ thở và 25 triệu bộ đồ để mà bảo vệ y tế. Và ông Cuomo cho biết là toàn tiểu bang New York có tổng cộng hơn 53.000 giường bệnh. Con số này là 53.470. Và trong số đó thì có 3.186 giường cấp cứu. Thì quý vị đã biết là cái lời cảnh cáo của ông Cuomo nói là nếu không may mà tình trạng này xảy ra, nhiều người bị nhiễm, mà khi nó bị nhiễm nó lên tới đỉnh mà có tới hàng triệu người bị nhiễm, giống như là lời của ông thống đốc của tiểu bang California nói rằng là tiểu bang California có thể có tới hơn 25 triệu người dân ở đây bị nhiễm, thì thưa quý vị, cái toàn bộ hệ thống sức khỏe của nước Mỹ sẽ bị suy sụp. Rồi ông Cuomo cũng đã trước đêm cũng đã từng kêu gọi Tổng thống Donald Trump huy động cái lực lượng công binh quân đội của liên bang để xây dựng bệnh viện dã chiến. Và theo lời của ông Cuomo thì New York hiện nay đang ở trong một cái tình trạng khẩn trương cấp liên bang, do đó cái việc mà sử dụng lực lượng liên bang là không sai luật và nên làm ngay lúc này, chứ đừng có để trễ nải nữa thì lại càng nguy, lại càng đưa cái tình trạng của New York đến một cái tình trạng của một tiểu bang rất là nguy hiểm. Thì ngoài New York, quý vị cũng đã thấy rồi, hầu như những tiểu bang mà Lê Ngọc đã gửi đến cho quý vị, chúng ta cũng đều đang ở trong một cái tình trạng khẩn cấp. Thật sự không phải là New York không, mà bây giờ nó đã xảy ra trên toàn các tiểu bang rồi đó. Cho nên mình hồi nãy khi mà anh Duy nói rằng là cái áp lực của các phía đó đều muốn là tổng thống sử dụng cái power, cái quyền của mình trong cái nó gọi là cái Defense Production Act ấy, Defense Production tức là sản xuất cho quốc phòng đó, thì mình cần phải, tổng thống cần dùng cái quyền đó. Cái kẹt của mình là đôi khi tổng thống không có hiểu. Thành ra tổng thống cứ tưởng là tại sao mọi sự tôi phải lo, mấy tiểu bang phải lo đi chứ. Tổng thống trong một cái phiên họp ngày hôm qua là không phải là họp trực diện, không phải họp đối mặt đâu, mà họp qua trực tuyến đó, qua điện thoại đó, thì 50 người governor đó nói chuyện với tổng thống. Thì khi mà nói rằng là tổng thống phải lo về cái vấn đề mua những cái vật dụng để mà cứu trợ đó, thì tổng thống nói là mấy cái đó tiểu bang mua đi, tôi cho quyền mấy ông mua đi, mấy ông đừng có chờ tôi nữa.
cái công nhân liên bang đâu phải chỉ lo cái việc mà shipping đâu, có nghĩa là lo cái việc mà giao hàng cho mấy ông giống như là shipping clerk thôi. Thì một ông governor ông đã lên tiếng là ông nói là thưa tổng thống, tôi đã nộp, tiểu bang của tôi đã nỗ lực mua 3 lần mà cả 3 lần người ta từ chối bán cho chúng tôi, là tại vì có người ta bán cho liên bang người ta có lời hơn và cái số lượng nó lớn hơn. Quý thính giả thấy cái cách làm ăn nó tự nhiên lắm. Chẳng hạn như bây giờ tôi là tiểu bang Virginia, tôi muốn mua 1 triệu cái khẩu trang chẳng hạn, nhưng mà liên bang đó thì trong lúc đó liên bang cũng mua, họ mua 10 triệu cái khẩu trang mà cái giá họ chỉ trả thêm 1 hay 2 xu thôi, đó là người ta bán cho liên bang, người ta không có bán cho tiểu bang. Thành ra trong trong một cái cách cung cách làm ăn đó, thành ra nếu mà hai phía tiểu bang và liên bang cùng tranh nhau mà mua đó thì liên bang gần như là cướp tay trên rồi. Tổng thống không có hiểu cái chuyện đó, cho nên khi mà ông governor mà ông nói có vẻ cũng rất là lịch sự, ông nói mà tụi tôi mà muốn mua đó thì luôn luôn là chính quyền liên bang là cướp tay trên của tụi tôi hết. Thì lúc đó tổng thống cười, tổng thống không có hiểu cái cách mà gọi là vận dụng mua bán. Mà thật sự không có một người tổng thống nào mà hiểu hết mọi việc đâu, chỉ có một cái điều là vì người ta biết người ta không biết, vì người ta biết người ta không hiểu, cho nên người ta lắng nghe những cái người cái lời khuyên. Còn tổng thống Trump đó không bao giờ ông nghe, không có ai nói một cái lời gì mà lọt vô lỗ tai của ông ấy đó. Cái gì mà nó không có ca tụng ổng, nó không có thờ phượng ổng, nó không có lạy lục ổng đó, ông không có nghe. Mà vì không có nghe ra tuyên bố tầm bậy tầm bạ, thì đó là một cái chuyện tuyên bố tầm bậy tầm bạ. Ngày hôm qua tổng thống ra cũng nói rằng là tôi đã ra lệnh cho mấy ông khoa học gia đó tìm cách coi, là tại vì theo tôi biết là cái thuốc mà chữa bệnh sốt rét đó, nó có thể trị coronavirus, thuốc trị sốt rét mà có thể chữa coronavirus. Thì khi tổng thống nói xong thì chính cái ông khoa học gia ông nói là không có một cái thông tin khoa học nào mà nói là thuốc chữa sốt rét mà trị corona trên. Đối với tổng thống là bây giờ cái gì tổng thống muốn nói là nói, không có cái căn cứ gì trên đó. Thì mình nghe như vậy thì để mình hiểu, và đương nhiên vì mình thiếu cái leadership từ trên cái cấp cao, các tiểu bang bây giờ phải tự lo, và chính cái tự lo mà không có được phối trí, không có được phối hợp đó, nó làm cho cái công việc của các tiểu bang khó hơn nhiều. Tôi đưa một cái ví dụ như vậy là quý khán giả đã hiểu rồi. Còn cái việc mà hỏi rằng chính quyền của tổng thống Trump có được cảnh báo về cái đại dịch như vậy hay không, thì thưa quý khán giả có, và bây giờ cái tài liệu nó đã bung ra rồi. Cái tài liệu này mà cũng là từ cái tòa Bạch Ốc của tổng thống Trump mới bung ra hôm tháng 10 thôi. Tháng 10 cái tài liệu đó bung ra thì tháng 12 mình đã rơi vào cái đại dịch rồi. Cái tài liệu đó nó nói cái gì? Nó nói là khi mà chính quyền Obama đó đương đầu với cái dịch mà Ebola đó ở bên Phi Châu đó, chết nghĩa là cả chục ngàn người, mà may quá nó không có lây lan trên toàn thế giới đó, thì chính quyền Obama và khoa học gia đã lên một cái kế hoạch, đó là phải chuẩn bị cho là mình sẽ có một cái một mình sẽ rơi vào một cái đại dịch bất kỳ lúc nào đó. Thì trong cái lúc mà chuẩn bị mà training cho cái đại dịch đó đó, thì người ta mới tưởng tượng, đây đây là một cái sự kiện là tưởng tượng thôi, thì người ta nói rằng là nghĩa là cái mình hãy tưởng tượng ra là có một cái đại dịch nó tên là Crimson Contagion, tức là sự lây lan có cái tên là Crimson mà. Thì nó nói rằng là cái trong cái giả định đó, cái tình huống mà giả định đó, người ta nói rằng là mà quý thính giả nghe này mình cũng hơi rợn rợn, mặc dù là hồi đó người ta chỉ đưa ra một cái tình huống giả định để mình đối đầu thôi, mà cái Crimson Contagion này nó lại rất rất là tương tự với cái corona bây giờ. Trong đó trong cái giả định đó người ta nói rằng là có một cái đại dịch nó xảy ra ở bên Trung Quốc, rồi cái đại dịch đó nó mới là cái con virus đó nó mới ảnh hưởng tới cái đường hô hấp, cái đường phổi,
rồi nó mới lan tràn ra thế giới. Lan tràn ra thế giới thì khi mà nó qua tới Mỹ là Chicago là cái tỉnh đầu tiên bị. Rồi sau vài ngày sau đó, ông chủ tịch y tế thế giới đó của Liên Hiệp Quốc đó, ông lên tiếng, ông nói đây là cái pandemic, là một cái đại dịch toàn cầu. Rồi sau đó cả thế giới bị vướng bệnh, trong đó nước Mỹ chúng ta là 1/3 bị bệnh, có nghĩa là 110 triệu người bị bệnh, 7 triệu người phải vào nhà thương, và có cuối cùng có 600.000 người Mỹ chết vì cái bệnh dịch này. Thì đó là một cái tình huống giả định người ta đưa ra, và người ta nói là nếu mà mình rơi vào cái tình huống giả định đó, mình phải chuẩn bị như thế nào, về cái funding, cái tiền bạc phải như thế nào, nhà thương như thế nào, bác sĩ như thế nào, những cái vật dụng y tế phải như thế nào. Tức là chính quyền Obama người ta thực tập cái chuyện đó. Tới chừng người ta ra đi đó, thì cái đoàn y tế đó của bên phía bên Obama đó chuyển lại tất cả những cái tài liệu, những cái báo cáo qua bên cho chính quyền Trump. Thì đây là cái sự kiện nó xảy ra nè. Khi mà ngồi họp ở trong những cái phiên họp như vậy đó, là những cái tay gọi là sừng sỏ ở trong cái chính quyền Trump đó, họ lờ đi cái ông mà Wilbur Ross mà bị tôi chửi nát hoài đó, ông ngủ, ông lật ra, ông ngủ khò trong cái phiên họp đó. Rồi nhiều tay ra nói rằng là tại sao mà bắt họ phải đi qua những cái training mà hoàn toàn không có thật vậy. Đó là cái điều đó. Thì thôi, nó mới qua bên tới khi mà nó đã lọt vào tay của chính quyền Trump rồi đó, thì năm 2018, có nghĩa là cách đây khoảng một năm, năm rưỡi, chính quyền Donald Trump đã giải thể cái đơn vị mà lo về dịch bệnh đó, mà những tất cả những cái tài liệu đó bây giờ nó viết lại cho tới mới vừa tung ra năm 2016, mà người bao nhiêu cái chuyện cảnh báo như vậy đó, người ta coi thường, người ta nghĩ rằng là cái nước Mỹ mình không bao giờ bị ba cái chuyện đó đâu, mình coi thường, mà tới chừng bây giờ nó xảy ra đó thì chúng ta đang chứng kiến nè. Thứ nhất, tiền bạc không có, cái ủy ban mà về dịch bệnh nó giải tán rồi, không có ngân sách, chúng ta bệnh viện chúng ta không có ready những cái bộ thử nghiệm đó, cái testing kit đó chúng ta thiếu khẩu trang, y tá bác sĩ chúng ta chưa bao giờ được gọi là qua những cái huấn luyện căn bản là nếu mà cái đại dịch như vậy nó xảy ra chúng ta sẽ đối phó như thế nào, từ nhà thương rồi cái cách mà gọi là phối trí giữa cái chính quyền liên bang với chính quyền tiểu bang. Tất cả bây giờ nó mới cho thấy là vì chúng ta quá coi thường, chúng ta nghĩ rằng không bao giờ nó xảy ra, thì nó xảy ra, chỉ có vậy thôi à. Và cái đó nó cho thấy rằng sở dĩ mà cái đại dịch này ngay bây giờ thế giới đang cười mũi vào nước Mỹ đó, là chỉ vì nhìn lại những cái nước như là Nam Hàn với Singapore mà họ đối phó hay hơn mình nhiều. Quý tín giả thấy không? Cái đó là cái mà chúng ta thấy. Khi mà mình giao cái lá phiếu của mình giao cái quyền đi vào một cái người mà ngông cuồng, không biết gì về khoa học, không biết đến mức độ mà không biết cái điều mình không biết đó, mình dốt mà mình không biết mình dốt đó, cái đó nó nguy hiểm vô cùng. Trở lại với lại không?